Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Thinh Nhật Bãi. Lời đầu tiên, Hồng Thinh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, cũng như thường lệ thì ngày hôm nay em Thinh lại tiếp tục quay vào báo giá nhanh hai mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, trong buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh chỉ gửi lên cô chú anh chị nhà mình là hai mẫu thôi nhé. Đấy, để cô chú nhà mình vào xem dễ lựa chọn và có những cái thì mình đang cần lựa chọn đấy, nó không có ở trong buổi báo giá ngày hôm nay thì cô chú anh chị nhà mình có thể là liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là gửi đến cô chú anh chị nhà mình nhé. Và hai mẫu bếp ngày hôm nay đấy thì một cái nó là dòng mặt kính, một cái là dòng mặt đá nhé. Đấy, thì trước hết em sẽ giới thiệu về cái dòng mặt kính trước. Đó là một thương hiệu Zinai này, phiến nhấn này. Cái này thì nó là đa chức năng, nó có một đồng hồ hẹn giờ được hai bếp nấu ở trên và một bếp nấu ở dưới nhé. Đấy, có chế độ là nấu cơm, nấu cháo và nấu nước, và có chế độ là tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 nhé, để cô chú anh chị nhà mình có thể là hầm xương hoặc là xào rau nó được nhanh. Bên này thì có thêm phiên ấn 3S này, và đồng hồ thì nó nằm ở như cái góc phải này nhé cả nhà mình. Ở trên thì là hai bếp nấu này, mình sẽ hẹn được cả hai bếp nấu ở trên và lò nướng ở dưới này. Thành vách thì không có chảy xước nhé, không có chảy xước ở đâu. Và riêng cái dòng bếp này thì đời của nó rất là thấp nhá, đời 08 thôi. Đấy, cái dòng đời thì cũng không quan trọng đâu cả nhà mình nhá, bởi vì là dòng đời nó sẽ không đem lại những cái kết quả giống như là mình mong muốn đâu. Đấy, có những cái dòng đời rất là thấp, thế nhưng mà cái độ an toàn và cái độ bền của cái chiếc bếp đó thì lại còn rất là cao, hoặc là những cái nội thất đường trong của nó đang còn rất là mới. Đấy, có những cái đời sâu mà gia đình nhà họ sử dụng rất ít thì cái độ bền của nó đang còn mới nhá, đang còn chất nhá cả nhà mình. Khi mà các lựa chọn một cái mẫu bếp cho gia đình nhà mình đấy, thì thứ nhất là cái hai cảm biến nhiệt ở trên đấy, nó phải hoạt động cực kỳ mạnh, nhạy đấy. Và các cái chức năng ở đây đấy, dạng dòng full chức năng hoặc là đa chức năng, thì các cái chức năng này nó phải nhạy này đấy, lửa lên đẹp, lên đều, xanh là được rồi đấy. Và hình thức bên ngoài thì trông mát mắt là được, chứ còn về cái dòng đời thì nó chỉ đem lại một phần nào thôi nhé cả nhà mình nhé. Đấy, và riêng ở dòng trong này, ở trong khay nướng vị nướng này, toàn bộ là inox còn mới kinh keng này. Và cái dòng này thì nó đều là hai tầng lửa của lò nướng nhé. Đấy, cái khoang mà nó rộng như thế này thì nhà mình sẽ nướng được tầm trên một cân tôm, trên một cân cá. Và sau khi mà mình nướng ăn vào đây thì mình không phải lật giống như là cái dòng mà một tầng lửa nhé. Bởi vì là nhiệt độ ở trên hấp xuống, hai bên hấp lại thì thức ăn của mình nó chín rất là đều, vừa vàng thức ăn mà độ ngọt nó vẫn giữ được nhé cả nhà mình. Bề mặt đằng trên thì là mặt kính này, vân đá này, bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối nhá. Và thoát hơi của lò nướng này, đó. Cái này thì nó không có, thành vách không bị chảy xước này, không bóp méo này, bề mặt đằng trên cũng không dạn nứt ở đâu. Rất là đẹp, nói chung là cái này vuông thành sắc cạnh này. À, độ mới, phần trăm của nó thì còn khoảng tầm 95% độ mới nhá cả nhà mình. Đấy. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 nhé. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc này, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm này, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời. Dạ vâng, có rất nhiều bác bảo là tôi chẳng cần bảo hành trọn đời đâu, làm gì mà bảo hành kiểu gì được. Vâng các bác ạ, các bác đừng nên là mình không cần bảo hành nhé. Cái bảo hành của cái chọn đời bếp đấy nó rất là quan trọng, nó đem lại cho gia đình nhà mình rất là nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như các bác mua một cái bếp, em chỉ nói là bếp mới nhé, em không dám nói đến cái bếp bại của gia đình nhà mình đâu, mà em nói bếp mới. Các bác mua trong vòng cái thời gian hạn sử dụng của các bác là chẳng hạn như là bếp mới thì nó được 2 hay 3 tháng là bảo hành đi, nhưng trong cái thời gian đó các bác sử dụng nó lại không bị hỏng đấy. Và sau đó qua cái thời gian mà mình đang được bảo hành đấy, nó bị hỏng đi thì lúc đó mình chỉ phải đem ra tiệm để sửa thôi nhá. Đấy. Thế nhưng mà ở bên em đấy, khi mà các bác mua trong cái thời điểm bảo hành cả một trọn đời cho gia đình nhà mình đấy, thì nó sẽ đem lại thành quả rất là cao. Bởi vì là quá trình thời gian mình sử dụng thì nó sẽ có xảy ra những chuyện sự cố,
con người cũng còn mai mòn thì cái gì cũng không thể bền được mãi nhé các bác nhé. Đấy, thì sau khi mà nó có cái sự cố như thế thì mình chỉ cần một cuộc gọi điện thôi, là ở bên em sẽ có nhân viên tư vấn đàng hoàng và sẽ bảo cho các bác là làm những cái cách thức nó tốt nhất đấy, để cho mình sửa được cái nồi cái bếp mình nấu nhá. Đấy, cho nên là các bác phải lưu ý vào cho em một chút về cái sự quan tâm đến cái việc bảo hành nhá. Đấy, nó đem lại lợi nhuận cho mình rất là cao đấy. Vâng, bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Mã thứ hai thì là nó là dòng mặt đá rồi. Đấy, thì cái này bên em là bán 3.900.000 đồng nhé. Bác nào mà ưng cái mẫu này đấy thì chụp lại gửi vào Zalo cho em này. Cái này thì dòng mặt đá nhé, nó không có chảy xước ở đâu này, không có chảy xước. Và cái này thì nó cũng có chức năng là hẹn giờ được bếp nấu ở trên và lò nướng ở dưới nhé. Chế độ nấu cơm, nấu cháo này, nấu nước này, tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này. Đó, cái này thì nó là thương hiệu Paloma nhé, cái nhà mình. Này dòng đời nó cũng thấp thôi, nó cũng không cao nhé. Riêng cái dòng đồ cổ đấy thì đời của nó không có cao nhé, cả nhà mình, từ đầu 15 quay trở về thôi. Đấy, cái này thì diềm toàn bộ là inox này. Đấy, bề mặt đằng trên là mặt đá phun kim tuyến nhé, màu đen. Vâng, bác nào mà ưng cái màu này đặt vào không gian bếp nhà mình thì cực kỳ là tuyệt vời này. Bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối nhé, cả nhà mình. Đấy, rất là đẹp luôn. Và riêng cái dòng đồng này đấy thì em sẽ bảo hành cho các bác là trên 20 năm chưa hỏng nhé. Đấy, trên 20 năm chưa hỏng này. Đó. Và họng của bếp đấy, thường thường là cái dòng họng đúc này đấy, thì bao giờ ngọn lửa của nó ra cũng rất là đều lửa và xanh lửa nhé. Đấy, và độ bền của nó thì cực kỳ là cao nhé cả nhà mình. Đừng chê đồ cổ các bác nhé. Đang bao nhiêu người đi tìm xe đồ cổ cơ, chứ đừng nói là bếp nhé. Càng đồ cổ thì các bác sử dụng cái độ bền của nó càng cao. Đấy, và độ nhạy bén của nó cực kỳ là chất nhé. Ở trong khay nướng, vị nướng thì toàn bộ là inox này, còn mới kinh keng này. Và cái dòng này thì nó đều là dòng lò nướng rộng nhé, mình nướng sẽ được nhiều thức ăn hơn. Đó, giá thành thì chỉ 3.900.000 đồng là các bác sở hữu một cái dòng mặt đá như thế này nhé. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Bên em thì như em đã nói là bao ship toàn quốc rồi. Đấy, bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật bếp là trọn đời nhé. Tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Vâng, đến đây thì em xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.